Có lẽ là sẽ rất nhiều người gặp may, nhưng cũng sẽ có rất nhiều, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người mà sẽ phải nằm xuống khi mà Gunny đang có những bài ép đời khét, và nhiều người không tưởng được là Roman có thể ép đời Phú gần như là Pơ hoặc Sen. 22 dân bài này, và Pamiran đang phải đóng một chiếc BS ăn phụng hai con hiêu của game thủ Gunny. Thì liệu rằng anh có đóng cái BG để ăn nốt hai cái cây quả còn lại của game thủ Gunny không? Hoàng Mai Nhi, anh có ăn thì anh nói này cho Gunny còn để phần. Rồi, đặt chiếc S cạnh nhà chính nữa đi. Hoàng Mai Nhi đến tận nhà chính của game thủ Gunny để có thể đặt một chiếc BS. Và đây là một chiếc BS mà có lẽ rằng hình ảnh của nó sẽ được phát tán cực kỳ rộng ở trên Facebook vào tối ngày hôm nay. Một chiếc BS rất chiến thuật đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Một chiếc BS mà giúp cho anh đỡ phải soi tham. Một chiếc BS đặt ngay gần nhà game thủ Gunny. Hễ như Gunny lên đời cái là Hoàng Mai Nhi biết luôn. Cũng rất chiến thuật. Ăn tranh như thế này thì Hoàng Mai Nhi cũng đang giảm được khá nhiều áp lực dành cho bản thân mình, khi mà cái ngựa giò game thủ Gunny không công giáp. Đóng BB bo luôn bãi gỗ cho game thủ Gunny rồi. À không, đây là BM bo bãi gỗ. BM bo bãi gỗ. Rất đồng đội. Rất đồng đội đến từ hai game thủ Hà Nội. Ngày xưa các anh cũng là, cũng đã từng được sát cánh bên nhau. Chính vì thế mà các anh rất hiểu nhau. Vâng, nông dân của Hoàng Mai Nhi. Đây là 5 thằng nông dân nhưng vẫn chưa làm ăn được gì cả. Rất hay. Ngựa giò cái thủ Gunny đang là đầy đủ công giáp. Gunny đã chủ động đẻ luôn một con quẩy để có thể lên đường sau tình huống này. Có thêm một bãi quả nữa. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đã thấy bãi quả này rồi. Nhưng Gunny cũng đã biết ai sẽ là người ăn. Tôi nghĩ là chỉ có Hoàng Mai Nhi ăn thôi, Gunny không bao giờ ăn nữa đâu. Bởi vì anh đang có được một cái khoanh ruộng quá ấm. Pamiran mà làm nhiều gỗ như thế kia là chắc Pamiran đánh quân gỗ rồi. Mà tôi vẫn chưa biết quân nào mà chỉ có gỗ không để có thể sóc được quân nữa. Dường như trong đế chế nó chưa tạo ra cái loại quân đấy. Bắt đầu đóng 1P. Vâng, Pamiran đã bắt đầu đóng 1P để có thể sóc phù. Đóng 1P để có thể sóc phù. Gunny có đóng L2 không? Anh cũng đóng 1P. Rất chắc cốp. Con quẩy của game thủ Gunny cần phải được chú trọng để cho nó quẩy tốt. Và chờ đợi thời cơ để cho game thủ Cam Quýt chặt luôn cây gỗ đi và game thủ Gunny sẽ lao vào. Ngày hôm qua đã có những tình huống mà game thủ Gunny đợi Hoàng Mai Nhi chặt xong gỗ anh mới lao vào một cách rất hợp lý. Xây e đi anh, xây e bãi vàng đi. Xây e bãi vàng kìa. Đã ăn được một con phù thủy đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Bây giờ thì game thủ Chip Boy chỉ cần khẽ đẩy một tơn vào nhà game thủ Hoàng Mai Nhi thôi là Hoàng Mai Nhi chết sặc tiết. Rồi thẳng mặt nhà game thủ Gunny luôn. Chip Boy cần đi một tơn thẳng mặt vào nhà game thủ Gunny luôn. Rồi xuống nhanh lên. Đi hai tơn cũng được, không sao cả. Nhưng tơn thứ ba bắt buộc phải để nhà. Màn hình máy là game thủ Gunny. Anh đang biết ngay mà Hoàng Mai Nhi là người ra ăn. Vâng, ai cũng biết được. Bởi vì là đấy là một bãi quả mà nhìn thấy cũng thấy thích. Giá như Hoàng Mai Nhi không mất một chiếc BS ở nhà của Gunny, anh đóng cái BG ăn bãi quả đấy được thì tươi. Anh sẽ là người có một bài pan chém tốt hơn. Nhưng hơi đen, Hoàng Mai Nhi anh không dò ra được bãi quả đấy. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy. Xuống dưới. Đứng gọi đi thẳng xuống dưới. Bắn bãi gỗ của pan xong. Đưa về thế 2 đánh 1 luôn. Đây rồi. Hai phải e trước nhá. Chủ động phải e rồi. Không có bánh xe đâu. Pamiran không có bánh xe, còn một bãi vàng nữa thôi. Một bãi vàng, 4 thằng nông dân nữa thôi. Tách ra tìm bãi vàng của Pamiran. Gunny cũng chưa thấy bãi vàng của Pamiran đâu đâu. Tìm thấy bãi vàng của Pamiran, bắn nốt 4 thằng nông dân nữa là Pamiran hết dần. Màn hình máy ở game thủ Gunny. Anh vẫn đang có trận chém tốt. Một bài cầm Roman sở trường. Một bài cầm Roman nhiều voi.
màn hình máy game thủ Chip Boy, ra ruộng các kiểu rất khỏe, chặt gỗ 2 chưa? Vâng, nâng chặt gỗ 2 từ phút thứ 18 cho nó giống xe. Vâng, lên góc 12 giờ cắm 1-2 cùng R lên đấy xem thế nào. Cắm 1-2 cùng R lên góc 12 giờ thôi, cắm một con thôi. Để xem Hoàng Anh Nhi còn một thằng nông dân nó sót lại trên đấy không. Bây giờ thì tăng thêm A đi Chip Boy, đóng thêm A trên cái con dốc, trên dốc, đấy, trên dốc luôn. Giờ thì ra dân đi, Chip Boy chịu khó ra dân đi. À không, anh vẫn đang ra dân rất đều. Ra dân là rất đều. Cần thiết thì đóng luôn cả BC cũng được. Nhưng mà quan trọng là game thủ Quýt anh cầm quân gì thôi. Như vậy thông tin được khán giả báo về thì Quýt là người cầm phô. Mà cùng là phô thì nó ngang phèo với lại Babylon thôi, không có cái vẹo gì cả. Đóng BC khung rộng ra, chuẩn rồi. Màn hình vâng, cắm có cùng R góc 12 giờ thì cắm hết đi. Cắm hết một vòng khu vực ấy đi. Rất tốt. Đã bắt đầu đóng thêm me rồi, Gunny. Samlai đang 31/44, anh cũng là người sẽ ra dân. Và sau đấy là anh sẽ vắt 5L trận đấu này. Vâng, 5L luôn. Bài này mà để cho Gunny anh tự biên, tự diễn, anh tự chế biến thì tôi nghĩ rằng anh sẽ phải chơi được tầm 5-6L và tham lai phải 7-80. Nếu như Hoàng Mai Nhi cứ không quýt. Hoàng Mai Nhi anh đang dở theo cái thế võ là Vịnh Xuân chày. Rất chày. Một con lạc đà cũng vào móc máy. Ba anh cùng L cũng vào hỏi thăm. Và Gunny không cần điều đấy. Các cái thủ bên phía team Hà Nội các anh đang chơi một thế võ mà cũng đã áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Đó là thế võ Vịnh Xuân chày. Các anh đang đánh một cách rất chảy cối. Đóng BC rồi. Chỉ còn đóng BN để có thể ăn gỗ không. Như vậy là Phonesian là người lên cung Nga. Đã đào vàng chưa? Như vậy là Gunny bơm vàng đi. Gunny có vàng ném cho Chip Boy thêm 100 nữa. Nâng cái đầu máu mất 120 vàng mà. Chip Boy đã có 22 vàng rồi. Gunny chỉ cần ném 100 vàng vào mặt Chip Boy đó thôi là xong. Anh có thể nâng cái đầu máu đấu quân cho nó dễ. Vâng, ra ruộng liên tục. Gunny đã kích chém 4 rồi. Bây giờ thì anh có ném vào mặt Chip Boy 100 vàng cho nó lên cái đầu máu. Vâng, lên cái đầu máu cho nó đầu gấu. Vâng, ốp ở mặt nào. Vâng, ốp mặt nào. Ốp mặt nào thì cần phải rõ ràng luôn. Để nây chờ luôn Chip Boy. Để nây chờ rồi. Chém vào đảo đi, chém vào game thủ Gunny đang khuấy đảo thế giới ảo ở trong này rồi. Đút sâu thêm tí nữa, cùng là game thủ Chip Boy cần đút sâu tí nữa. Vâng, cùng Nga đứng trong này còn khá ít thôi. Gunny cần chém luôn. Có ném vàng cho game thủ Chip Boy đi. Gunny à, đầu máu có rồi thì nâng lốt cái bản đồ. À, bản đồ có rồi thì tôi chịu rồi. Tôi tưởng anh không có cái gì để nâng nữa thì bơm vàng cho nâng, nhưng mà anh ngờ nâng hết rồi. Thì thôi, tăng A đi thôi, giờ không phải ra ruộng nữa. Rất dễ đánh một bài mà Pyramidan đã bị game thủ Gunny hiếp dâm luôn từ những giây phút đầu tiên. Một bài Roman quá giàu đến từ Gunny. Một bài có đến 4 voi. Một bài hiệu 6. Một bài Roman sở trường. Phonesian của Cam Quýt quá mải mê giật hốc và cơ cấu nhà. Chính vì thế mà nhà của game thủ độc cô của bạn đã chết một cách không thể hồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ hai. Tỷ số ở trong trận đấu thứ hai đang là 2-1 dành cho các game thủ bên phía team của Gunny và Chip Boy.